Sự nguy hiểm của nhau tiền đạo. Nhau tiền đạo là hiện tượng nhau thai bám một phần hoặc toàn bộ ở đoạn dưới tử cung và gây chảy máu vào 3 tháng cuối của thai kỳ cũng như trong chuyển dạ và sau khi sinh. Đối tượng có nguy cơ bị nhau tiền đạo, sinh đẻ nhiều lần, sẹo mổ tử cung do mổ lấy thai, nạo phá thai làm tăng nguy cơ nhau bám vị trí bất thường ở phần dưới tử cung, bị viêm nhiễm tử cung trước đó, bị nhau tiền đạo trong lần mang thai trước. Tuy nhiên, người mang thai lần đầu vẫn có thể bị nhau tiền đạo. Nhau thai lớn do mang đa thai. Phụ nữ lớn tuổi mang thai, mẹ trên 35 tuổi có tỷ lệ mắc nhau tiền đạo là 1,1%, cao gấp đôi so với 0,5% ở phụ nữ dưới 35 tuổi. Tử cung có hình dạng bất thường. Phụ nữ sử dụng nhiều chất kích thích như hút thuốc lá làm tăng nguy cơ của nhau tiền đạo ít nhất 2 lần. U xơ tử cung cũng là một yếu tố nguy cơ của nhau tiền đạo. Tiền sử mắc nhau tiền đạo ở những lần mang thai trước. Biểu hiện của nhau tiền đạo: xuất huyết âm đạo bất thường, máu màu đỏ tươi, không gây đau đớn trong nửa sau của thai kỳ. Xuất huyết dao động từ nhẹ đến nặng, có thể ít hoặc nhiều. Xuất huyết có thể tự hết mà không cần điều trị, tuy nhiên có thể tái phát sau vài ngày hoặc vài tuần. Một số thai phụ có nhau tiền đạo có thể phải đối mặt với các cơn co thắt đi kèm với xuất huyết. Do đó, nếu thai phụ bị chảy máu âm đạo khi mang thai bất thường trong 3 tháng giữa hoặc 3 tháng cuối thai kỳ, hãy đến bác sĩ ngay lập tức. Trường hợp chảy máu nặng, cần phải cấp cứu ngay. Bị nhau tiền đạo nguy hiểm như thế nào đối với mẹ và thai nhi? Tùy thuộc mức độ chảy máu, thời điểm chảy máu của nhau tiền đạo mà có thể ảnh hưởng đến tính mạng của mẹ và thai nhi. Đối với mẹ, đối với những trường hợp nhau tiền đạo ra máu nhiều làm cho thai phụ bị thiếu máu, nhiễm khuẩn, dẫn đến nhiều nguy cơ khi đẻ. Những trường hợp ra máu nghiêm trọng có thể đe dọa đến tính mạng thai phụ, buộc các bác sĩ phải mổ cấp cứu cho dù thai có thể nuôi được hay không nuôi được. Đối với thai nhi, mẹ bị chảy máu nhiều gây thiếu máu nên thai nhi dễ bị suy dinh dưỡng, suy thai. Mẹ bị ra huyết nhiều, buộc bác sĩ phải mổ lấy thai sớm để cứu mẹ nên có thể mổ khi thai nhi chưa đủ tháng. Do đó khả năng thai bị non tháng là rất cao, dẫn đến bé sinh ra dễ bị suy hô hấp hoặc vì sinh non có thể tử vong. Do bánh nhau nằm ở phần dưới của tử cung làm thai nhi khó xoay đầu để di chuyển ra ngoài khi chuyển dạ nên sẽ dẫn đến ngôi thai ngược, ngôi thai bất thường như ngôi mông hay ngôi nằm ngang. Phòng ngừa nhau tiền đạo: hạn chế có thai lúc lớn tuổi, đặc biệt là khi đã có đủ con. Tuân thủ đúng các chỉ định mổ lấy thai giúp hạn chế sẹo tử cung không cần thiết. Không hút thuốc lá, tránh hít phải khói thuốc lá thụ động trong khi mang thai. Đến khám ngay tại các cơ sở y tế có chuyên khoa sản phụ khoa khi có bất kỳ bất thường nào trong quá trình mang thai như ra máu âm đạo, đau bụng dưới. Nghỉ ngơi và tránh làm việc nặng nhọc. Khi đã được chẩn đoán nhau tiền đạo vào những tháng cuối, thai phụ cần được nhập viện và theo dõi sát sao.